vong linh hồn cụ Trần Đình Loan. Nhận được tin cụ 250 theo tiên tổ, nên chúng con hội chợ Bắc Sơn cùng với con gái của cụ trở về trước linh sàng dâng lễ một vòng hoa nghiêu, để rồi kính viếng vong linh hồn cụ, cầu chúc cho vong linh hồn cụ về nơi suối vàng. Nay cụ được ăn giấc nghỉ ngàn thu đứng trước linh sàng cụ, toàn thể chúng con xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôi xin mời các bác dâng hương làm lễ viếng xong, xin mời toàn thể các bác ra bàn đúng nước chia buồn cùng tăng quyến. Các đành xin chân thành cảm ơn. Thập nén tâm nhang thay lời vĩnh biệt, dưới suối vàng cụ ăn giấc nghỉ ngàn thu. Trở về trước linh sàng nay bàn năm cùng toàn thể các anh chị em tình cảm hàng xóm với cháu Mạnh Cương. Trở về dâng lễ mọt lòng thành vĩnh biệt cụ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Cầu chúc cho vong linh hồn cụ nơi suối vàng cụ được ăn giấc nghỉ ngàn thu. Đứng trước linh sàng đoàn viếng xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôi xin mời các bác dâng hương làm lễ viếng xong, xin mời các bác ra bàn uống nước chia buồn cùng tăng quyến. Tiếp phần đời vĩnh biệt dưới suối vàng ông ngân sức nghỉ ngàn thu. Trở về trước linh sàng nay giang đình thông gia, con rể Mạnh Giang cùng toàn thể các con cháu anh em trở về trước linh sàng dâng lễ mọn tuần nhang thơm. Vĩnh biệt ông về nơi ăn nghỉ cuối cùng, cầu chúc cho vong linh nguồn đống nơi suối vàng ông được ăn giấc nghỉ ngàn thu. Vĩnh biệt ông từ đây. Xin mời các bác dâng hương thắp hương xong, xin mời gia đình thông gia của toàn thể các bác ra bàn uống nước chia buồn cùng tăng quyến. Thật hoan 1988-1991 bạn học của Long trở về làm lễ viếng, mời gia đình tiếp lễ. Kính thưa hương hồn ông Trần Đình Loan, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, được tin ông tuổi cao bệnh trọng qua đời, chúng cháu là những học sinh lớp 12A niên khóa 1988-1991 là bạn học cùng với bạn Long là con trai của ông. Chúng cháu có tuần hương lễ mọn lòng thành xin được thắp hương ông và chia buồn cùng vợ chồng bạn Long cùng toàn thể gia đình. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt này, chúng cháu xin phép một phút mặc niệm, một phút mặc niệm khi phép được bắt đầu. Sàng của cụ chúng con xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôi xin mời toàn thể các bác dâng hương xong, chuyển lời của gia đình cũng như ban tổ chức tang lễ xin chân thành cảm ơn các bác đã trở về đây dâng lễ mọt lòng thành vĩnh biệt cụ về nơi ăn nghỉ cuối cùng.
Kính thưa hương hồn bác Trần Đình Loan, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa ban tổ chức tăng lễ, được tin bác Trần Đình Loan do tuổi cao sức yếu đã qua đời, chúng cháu thay mặt cho tập thể lớp 12A2 khóa 1996-1999 đến để thắp nén hương thơm tiễn biệt bác. Chúng cháu là tập thể 12A2 là bạn học cùng con gái của bác là Trần Thu Giang. Trong giờ phút đau buồn này, chúng cháu xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình và tăng quyến, cầu chúc cho hương hồn của bác Trần Đình Loan ở nơi chín suối được bình an và siêu thoát. Để tiễn biệt cụ, chúng cháu xin được thắp nén hương thơm và dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ở đời chỗ đi nhớ cha như mẹ. Chúa ơi, còn ta cháu là bậc đạo làm con đi. Chú Loan ơi, gia đình ba cái lèo cùng các cháu về đây. Gọi chú đây hả mà bảy biển ba hồn miền chú phàng nghi vẫn ngã đời nào có biết gì không. Đặt xác về theo tin tổ, anh em bạn bè cột thành để về đấy xin được dâng lễ viếng nhan thơm để cầu chúc vong linh hương hồn cụ hãy thanh thản ra đi về cái vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu. Tắp nén nhan thơm đành gửi lời vĩnh biệt, xin được vĩnh biệt hương hồn cụ cụ ơi. Tắp nén nhan thơm đành gửi lời vĩnh biệt, xin được vĩnh biệt hương hồn cụ cụ Loan ơi. Trần thế chỉ là chỗ tạm lực, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn niệm phương. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình hiếu chủ, được tin cụ Trần Đình Loan 250 về với tiên tổ, chúng cháu là bạn học của con trai Trần Đình Công con ông có lén nhang thơm chút lễ mọn đến phúng viếng vong linh hương hồn cụ. Chúc cụ nhẹ bước khoan thai về bên Đức Phật tiêu sinh tịnh độ và phù hộ cho dòng họ con cháu cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng được an lành bệnh khỏe, để tỏ lòng thương tiếc trước khi đưa tiễn vong linh hương hồn cụ trở về nơi cõi nhớ. Chúng cháu xin dành một phút mặc niệm. Cảm ơn. Bồng gà làm lễ xong, mời quý khách tuân lý cho ra đời tiếp đón của gia đình Sư Đức để gia đình được tiếp đón và cảm ơn. Bồng gà nhận được tin, tâm nhan đành gửi đời vĩnh biệt, xin vĩnh biệt hương hồn cụ ơi. Vâng, về thăm viếng, vâng, về thăm nhan dân lễ xong, xin mời quý khách ta lên trên gia bàn xây bước để gia đình được tiếp đón cảm ơn. Ra đời tiếp đón của gia đình xây bước xin được chia sẻ đối với bát đau thương cùng gia đình tăng lễ, chuyện đời gia đình xin được cảm ơn.
Kính thưa ban tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn cụ Trần Đình Loan. Được tin cụ 250 về chầu tiên tổ, chúng cháu là bạn học của con trai Long của cụ đến xin được thắp nén nhang thơm và chia buồn cùng với gia đình. Kính chúc cụ dưới suối vàng an nghỉ, giấc nghỉ ngàn thu. Để tưởng nhớ cụ, chúng cháu xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm trang nghiêm đã trôi qua, cũng được phép chuyển lời của gia đình vâng đoàn về thăm viếng cụ xong. Xin đã mời đi chân ra đây tiếp đón của gia đình xây nước, xin được chia sẻ nỗi bất bát đau thương cùng gia đình tang lễ chuyển lời gia đình xin được cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình hiếu chủ, kính thưa chân linh hương hồn cụ Trần Đình Loan. Cụ Loan ơi, nay nhận biết tin của tuổi cao sức yếu, nay đã về cùng tiên tổ. Đây các cháu tập thể khóa học 1986-1989 học cùng con trai thành của cụ, nay về đấy đã hiện diện chức linh sàng cụ. Xin đặt vòng hoa tươi dâng lễ viếng tâm thành trước vong linh hương hồn cụ để cùng nhau. Ta xin cầu chúc cho vong linh hương hồn cụ hãy thành thản ra đi, về quay vĩnh hằng cổ yên giấc kỳ ngàn thu. Sông Côn Thác Thiên cụ về giang tay trên đổ chỉ che chở cho vợ con anh em đồi ngoài. Cho đoàn đang hiện diện trước linh sàng ở lại nơi dương trần luôn mạnh khỏe bình an. Một đoàn cũng xin gửi tới gia đình lời chia buồn tri ân sâu sắc nhất. Trước linh sàng đèn đáng khói tỏa để tỏ lòng thương tiếc cụ trước ngày đưa tiễn cụ đi xa. Anh em chúng con xin kính cẩn nghiêng mình để dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm trang nghiêm trôi qua, xin mời đoàn dâng hương. Vâng, về thăm viếng theo tiên tổ, nay các cháu về đấy dâng lễ bạc nén nhang thơm để cầu chúc cho vong linh hương hồn cụ thanh thản ra đi, về với vĩnh hằng cụ yên giấc ngàn thu. Dạ vâng, sau khi cái cách về thăm viếng cụ xong, xin mời đưa chúng ta bàn xây bước để gia đình được tiếp đón cảm ơn. Theo tiên tổ đây về chức tinh sàng dâng lễ viếng nhan thơm để cầu chúc cho cụ thanh thản ra đi, về với vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Cụ về đấy chứng tâm đồ chỉ che chở cho gia đình vợ con anh em đồi ngoài, cho các cháu là bạn bồ con gái của cụ ở lại nơi dương trần luôn mạnh khỏe bình an. Và đoàn cũng xin gửi tới gia đình lời chia buồn tri ân sâu sắc nhất. Trước đây sàng đèn dán khói tỏa để tỏ lòng thương tiếc cụ trước ngày đứa tiễn cụ đi xa. Anh em các cháu xin kính cẩn nghiêng mình để dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu.